Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục nhà của em Giang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây, chào em. Dạ em chào anh Tuấn, con chào cô chú đam mê mai vàng trên cả nước ạ. À, chúc cô chú một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. À, dạ hôm nay con có về một lô mai giảo Thủ Đức, gồm khoảng lô này khoảng tầm 4 mấy cây nha cô chú. Hình thức bên con bao sống bao ship toàn quốc, con ở chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại liên hệ với con là 0355144530 là số Zalo của con ạ. À, không mà làm mất thời gian cô chú, con vô cây số 1 ạ. À, rồi mã số 1 quý vị. Anh ước lượng giùm em luôn chiều cao. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m1 quý vị, tán ngang thì khoảng tầm 90 ha. Dạ. Rồi hoành luôn. Dạ hoành 17 ạ. 17 hoành. Tàn tròn tay cành đều ha. Dạ. Nói gì? Tay cành đặc kẹo hết trơn. À, đẹp ha. Đế cũng đẹp luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ mã số 1 em giao lưu giá 550 bao ship toàn quốc. 550 bao ship luôn. Dạ. Rồi em lên mã số 2 ạ. Mã số 2. Rồi em này cao tầm khoảng 1m1 luôn, tán ngang tầm khoảng 70. Này bộ đế đẹp nha cô chú. Rồi, hoành em nói luôn. Dạ hoành này 16 ạ. 16 hoành, tăng tròn luôn. Tay cành đều ha. Đế cũng đều luôn. Đây, để đây. Rồi, vô luôn như đây. Dạ số 1, số 2 550 luôn. 550 luôn. Rồi. Dạ, rồi. Okay. Số 3. Số 3. Rồi, em này cao khoảng 1m1 luôn, tán ngang tầm khoảng 80. Quanh 15. 15 quanh. Tăng tròn luôn. Tay cành đều. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Rồi, vô luôn như đây. Dạ, số 3, 550 luôn. 550 luôn. Dạ rồi, rồi em lên số 4. Rồi, quý vị có chốt số lượng nhiều có giá sỉ luôn ha. Dạ, lấy hết lô thì em để giá hữu nghị luôn. Dạ, hữu nghị luôn. Hoành. Hoành 16. Mã số 4 này cao tầm 1m2. Hoành thì 16, tán ngang tầm khoảng 70. Rồi tay cành đặt luôn từ trên xuống ha, tóc thân thấp. À, đế thì cộng nào nấy bự không đây. À, đo nó dưới đây, đo trong cái này là chắc cũng đo xuống cái để treo không? Dạ, để treo này là 17,5. 17,5. Rồi giao luôn như đêm. Dạ số 4 550 luôn. 550 luôn. Rồi. Dạ rồi okay. Lên số 5. Số 5 em này cao tầm chắc mét. Rồi tán ngang tầm khoảng 60. Hoành 16,5. Rồi 16,5 hoành. Dạ. Rồi quý vị ngắm nghía tay cành ha. Dạ, cái này nó yếu tay cành bên đây tí xíu mà về kéo ra được nha cô chú. Rồi vô nhôm mình tay cành dây mượn đi ha. Dạ. Kéo ra cho nó tròn cây. Rồi thế quý vị nghía đế ha. Cái này dừng lại cái da. Trời ơi. Lá quý vị nghía cái lá nữa, lá dày mà dài nó bự luôn ha. À, cái này giao lưu như thế em. Dạ số 5 em giao lưu 400. 400. Rồi xuống cây. Dạ em lên số 6. Rồi mã số 6 này cao tầm khoảng 80. Tán ngang tầm khoảng 60. Hoành 14,5. Rồi có cái cũ. Có cái cũ 20. Rồi xây xây luôn. Tàn tròn. À, cái cũ đế cộng đế nào nó bự không ha. Rồi giao luôn như đêm. Dạ số 6 450. 450. Rồi dạ, em lên số 7. À, số 7 em này cao tầm chắc khoảng 1m1 quý vị, tán ngang tầm khoảng 60 ha. Rồi hoành. Dạ hoành 18. Rồi 18 hoành. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ nha. Cái cành cũng đẹp ha. Còn để đây. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ số 7 giao lưu với 450. 450 rồi, xuống rồi, cây. Em lên số 8. Số 8, em này cao tầm 1m ha, tán ngang tầm khoảng 50 đi ha. Hoành 13,5. 13,5 có cái cũ. Cũ 21. Cũ 21. Rồi, cái gì ngắm nghía ha. Tay cành đặt kẹo ha. Rồi, đế nè, đế cộng to. Đó. Viên đế quá nè. Rồi giao luôn như đem. Dạ số 8 400.
400. Rồi xuống cây. Lên số 9. Số 9 luôn. Em này cao tầm khoảng 1m2. Tán ngang tầm khoảng 70. Quanh 16. 16 có cái củ đặc đặc. Củ nở 20 anh. 20. Rồi quý vị ngắm nghía ha. Rồi xuống cái củ. Rồi vô luôn nhiêu đây. Dạ số 9 450. 450. Rồi. Rồi em xuống thêm lên số 10. À, số 10. Số 10. Rồi chiều cao em nói luôn. Khoảng tầm 1m25 ha. Tán ngang khoảng 60. Hoành 15. 15 hoành. Còn cái củ nở 22. Rồi củ 22. Cái này nút nụ quá chừng. Em này xin luôn nụ đặt hết trơn rồi quý vị. Thấy mê luôn ha. À, trắng giả trơn ha. Tại cành đều. Đế cũng đẹp. Nụ thì quá xá nụ rồi. Giống như cây siêu nụ vậy. Đặt hết trơn. Rồi đế nè. Rồi. Số 10, 450. 450. Rồi, xuống rồi, cây. 11. Rồi, mã số 11 hôm nay cao tầm khoảng là 1m3 nha quý vị. Tán ngang tầm khoảng 70 ha. Dạ, hoành 16. 16 hoành. Rồi, em này cắt tỉa như cây thông ha. Tại cành phân bố cũng đều nè quý vị. Rồi, đế cũng xè đều luôn ha. À. Rồi, vô luôn 11, như 450 luôn anh. 450. Dạ, rồi, em lên rồi. 12. Số 12 luôn. Rồi 12 em này cao chắc khoảng tầm 1m1 ha. Tán ngang tầm khoảng này khoảng chắc 70 rồi quý vị. Đang tròn tròn nè. Tùng lực. Hoành 14. Rồi có cái củ. Có cái củ 19. Củ 19. Dạ. Đang tròn. Để quý vị nghĩ ha. Tay cành đều ha. Rồi xuống cái củ đế ha. Mã 12, 350. Rồi, 350. Dạ. Rồi, xuống cắt. Em lên 13. Số 13, lên luôn. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m1, 1m2 gì quý vị tầm đó ha. Tán ngang tầm khoảng 60. Hoành. Dạ, hoành 12 hoành anh. 12 hoành. Nó bị lúng mà sao. Rồi, đứng cày ra đó ha. Dạ. Tàn thông. Tay cần đều. Rồi đế luôn. À. 13, 350 luôn anh. Rồi 350. Rồi, rồi em lên 14. Rồi. 14 là con bô một cặp nha cô chú anh chị. Rồi đế lên. Rồi giờ bắt đầu là lên combo cặp nha cô chú anh chị. Rồi. À, 14. Được rồi, được rồi. Mã 14. Cây hoành 12. Rồi. Cây hoành 10. Rồi, xây xây luôn. Dạ, bộ đế cây này cũng đẹp hết. Cây luôn. Này chiều cao chắc tầm 1m1 của chú rồi. Anh chị. Ở đó ha. Dạ. Tay cạnh cũng đều ha. Rồi, đế luôn. Đế cũng đẹp đẹp không nè. Rồi, vô luôn nhiêu đây. Dạ, mã 14, hai cây này 550 luôn anh. Hai cây 550. Dạ, rồi em lên mã 15. Yếu lắm, đừng có để lên, yếu xịu. Rồi. Mã 15. Mã 15 nha cô chú anh chị. Cũng có 2 cây luôn. Dạ, cũng có 2 cây luôn. Cây hoành 15. Cây hoành 13. Rồi, em này cao chắc khoảng 1m ha. Dạ. Tàn cũng tròn tròn, tay cạnh đều nè quý vị. Đế hơi đẹp nha cô chú anh chị. Hai cây này bộ đế đẹp. Đều cũng đây ha. Rồi, xuống đế luôn. Đẹp đẹp không nè. Đẹp. À. Rồi 15 2 cây 600. Rồi 2 cây dạ. 600. Vẫn bao ship bao sóng toàn quốc cho cô chú luôn ạ. À. Thương luôn. Dạ, rồi. Em lên 16. 16 2 cây luôn. 2 cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi em này cao tầm khoảng 1m1 luôn. Cây hoành 14. 14 hoành em bên kia. Cây hoành 14 luôn, 2 cây hoành 14 hết. Ha. Dạ. Tay cành cũng đều ha. Rồi quý vị ngắm nghía tay cành ha. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Rồi đế đây. Đó.
Rồi 500 cho mã 16 2 cây. 500 2 cây mà bao ship dạ. Bao sóng luôn. Rồi em lên rồi. Mã 17 2 cây luôn. 17 2 cây luôn. Em này cao khoảng 90 ha. Rồi. Hoành luôn. 12. 12. 2 cây 12 rồi, hết luôn anh. 12 hết luôn. Dạ. Hai em lùng lực. Nghe kỹ nha quý vị. Rồi để luôn. Mã 17 2 cây 470.000. Rồi 470. Rồi em lên mã 18. Rồi mã 18. Em này hai em này cao chắc cũng khoảng 80 ha. Hoành một cây 11. Rồi em bên đây cũng hơi bự bự nè. Dạ. Một cây 16. Rồi. Em bên đây 16, em kia thì 11 có củ nở. Tay cành thì cũng xe đều tàn tròn. Dạ, hai em này rất đẹp. Tròn hả quý vị? Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. 18 2 cây 600.000. Rồi, 2 cây 600. Dạ, rồi. Em lên 19. Xuống cây luôn. Mong cô chú xem ủng hộ giúp con hết clip. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Rồi, mã số 19 em này cao chắc khoảng 1 mét cao ha. Hoành 15. 15. Em bên kia. 11 có cái cũ như cô chú anh chị. Cũ là 24. Rồi, cũ 24, hoành 11 và cũ 24 luôn, hết sức dạ. Cái cũ ha. Dạ. Tay cành đều. Cũ nở nuôi cũ hết rồi. Rồi, xuống cũ đế nhưng có gì. Đế này cũng đẹp đẹp nè ha. Viên đế quá nè. Đây cái cũ nè. À, cũ này cái 24 luôn á. Dạ. 19 2 cây 700. Rồi, hai cây này có 700 quý vị, đế đẹp luôn ha. Dạ rồi, em lên mã 20. Rồi. Mã 20, em này cao tính gọn gọn khoảng 1 mét đi ha. Chắc cả tầm 1 mét. Rồi, hoành luôn. Dạ, cây hoành 12. Cũng 12. Có củ nở nữa nha cô chú anh chị. Cây 13. Rồi, em 13, em 12. Củ nở luôn. Hai em này tầm 1 mét trở lại nhưng quý vị không hơn ha. Cặp này rất đó. Đẹp luôn. Tàn, tay cành đều ha. Đó, tay cành đều hết trơn nè. Rồi đế quý vị nghe kỹ đế luôn. Đó, đế cũng đặt hết trơn này ha. Rồi 22 cây 650. 2 cây 650. Mã 20. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã 21. Mã 21 lên luôn. Rồi mã 21 này cao tầm khoảng 1m1 ha. Hoành 12. Rồi 12, em bên đây. Cây hoành 12 luôn, hai cây 12 rồi, hết. Hai em là hoành 12. Rồi quý vị ngắm nghía tay cành ha. Này về ngày hai ngày có mặt hoa cho cô chú anh chị mình xem luôn. Nụ trắng hết trơn ha. Dạ. Đế quái nha cô chú anh chị. Để đây quý vị. 21 2 cây 550 luôn. Rồi, hai cây này 550. Dạ, cho mã 21. Tiếp luôn. Rồi, em lên 22. Rồi, xuống cây. 22 cũng 2 cây luôn. Lấy hết lô thì em để giá khác nha cô chú anh chị, giá yêu thương hơn luôn. Rồi, hết lô thì giá sỉ luôn. Dạ. Rồi, giá hiện tại giờ mình thấy cũng giá yêu thương rồi đó. 14. Gì mà lấy nhiều nữa thì cũng giá 19 hơn ha. Hoành 13. Rồi, xây xây luôn. À, em này cao tầm khoảng 1 mét nhưng quý vị. Tay cành thì đặt kẹo ở trên đây ha. À, từ trên xuống dưới đặt ở trên ha. Đế cũng đẹp nè. À, viên đế ha. Đây, đế đặt kẹo luôn nè. À. 22 650 2 cây. Rồi, 650 2 cây mai đẹp luôn. Dạ. Rồi em lên 23. Rồi, xuống cây. Số 23, em này cao tính gọn gọn khoảng 1 mét luôn nha quý vị. Nhãn cây hoành 12. Rồi, 12 hoành, em bên kia. Cây này hoành 15, cây này 15. Có củ nở nha cô chú. Còn do, thử ốm hết cái củ. Dạ, cây cũ là 22. Rồi, củ 22. Đang tròn đều ha. Nuôi cái củ hết ráo rồi. Rồi, quý vị nghĩa tay cành. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 23 em giao lưu 2 cây 550 anh. Rồi, giá mềm luôn. 550. Dạ, rồi, em lên mã 24. Rồi, 24.
Rồi mã số 24. Dạ, 2 cây rồi. Luôn. Em này cao cũng khoảng mét luôn nha quý vị. Vành 13 rưỡi. 13 rưỡi. Em bên kia. Cây này 11 rưỡi. Rồi. Rồi xoay xoay quý vị nhé, tay cạnh ha. Đó. Cành cũng đều nè. Rồi xuống đế luôn quý vị. 24 500 ngàn, 2 cây. Rồi 500, 2 cây. Dạ rồi em lên mã 25. Cây. Mã 25 luôn. Rồi hai em này cây chắc cao khoảng 1m2 ha. Rồi cao tầm 1m2. Rồi qua anh. Quỳnh bự dữ vậy. 15. 15. Còn em bên đây. Dạ, trời ơi nữa. Số bụi chán luôn hả? Quành 14. Rồi. Cây này có củ nở củ. Là 24. Rồi, củ 24, quành 14. Dạ. Nở ra 10 phân luôn. Rồi, quý vị mình nghĩ tay cành ha. Cây này củ đế đẹp. Tay cành đều nè. Để quý vị nghĩ đế nè. Cái củ này nãy 24 luôn. 25, 2 cây 700 luôn anh. 2 cây 700, mã dạ. Số 25. Rồi, em lên 26. Rồi, xuống cây. Cây này nặng. Nặng quá ha. Mã số 26 này cao tầm khoảng mét nha quý vị. Rồi, quanh. Cây quanh 12. Em đó 12, em bên đây. Này chắc cũng 12 luôn, 11 rưỡi. Em đây 11 rưỡi, em kia 12 ha. Dạ. Trong hai em này nó cũng ngang ngang. Trên lệch nửa phân. À, tay cành. Cành cũng đều nè ha. Đế đẹp nha cô chú. Rồi xuống đế nữa ha. Đế gì nghĩa đế ha. Rồi vàng đây nhận dắt sổ luôn. 26, 2 cây 500 luôn anh. Rồi xuống cây. Rồi em lên 27. Ngày nào cũng có làm hết. Nhận sửa quần áo dắt sổ làm hết. Rồi cây hoành 12. 7 này cao tầm khoảng 1 mét luôn quý vị. Cây hoành 12, cây hoành 14 nha cô chú. Rồi, một em 12, một em 14. Rồi, quý vị mình nghĩa tay cành ha. Tay cành cũng đều đều không ha. Thì lô này tay cành đều nè. Quý vị có chốt hết nguyên lô có giá sỉ luôn nha quý vị. Lô này về dưỡng rất là ok. Để cũng đều đều đi ha. Rồi 27, 2 cây 500 luôn anh. Luôn. Dạ. Rồi, rồi em lên mã 28 nha cô chú anh chị. Rồi 28 lên luôn. Dạ. Rồi 28 là hai em này cũng cao ha. Dạ. Này chắc khoảng 1m3 nha nghe quý vị. Rồi qua anh. Một cây 14. Rồi em bên đây. Em này 14 luôn anh. Rồi hai em 14. Dạ. Em này cao khoảng 1m3. Rồi tay cành đều luôn ha. Rồi đế luôn. Đế này cũng tứ diện có đủ cộng to to không à quý vị. Ở diện nghe kỹ ha. Rồi 28, 2 cây 600 ngàn. 2 cây 600. Bao sống bao ship luôn. Dạ, yêu rồi thương, em lên 29 cũng là cuối clip của em luôn. Rồi, mã số 29 cũng có 2 cây luôn. Dạ. Rồi hai em này cao khoảng 1m2 nha quý vị. 1m2 cao ha. Rồi của anh. Hoành là 15 rưỡi. 15 rưỡi có cái củ. Cái củ 20. Củ 20. Còn em bên đây. Em bên đây 11. Cái này cũng có cái củ luôn nha cô chú anh chị. Rồi đo luôn. Cái củ là 25. Rồi. Củ bự quá ha. Dạ. Rồi quý vị nghĩa tay cạnh ha. Đều luôn nè. Rồi xuống đế luôn. Đế cộng to ha. Nhưng phân bố cũng đều bầu luôn. Dạ. Tuy là nó không có nhiều nhưng mà nó phân bố đều. Cộng dạ. To. Cặp 29 cuối clip của em này em giao lưu giá 500 rưỡi nha anh. Rồi 500 rưỡi. Dạ. Dạ cuối clip thì con cảm ơn cô chú trong thời gian qua đã yêu thương ủng hộ shop của con ạ. Con chúc cô chú một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng và dồi dào sức khỏe. Con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ.